Không, cái này là nửa kính nửa hở vậy mới hấp dẫn. Đẹp khoe. Nếu mà khoe như vậy quá là thanh niên không có thấy, không có thấy đẹp. Nhưng mà chị thắc mắc là cô nào có chồng cô nào chưa kìa. Nãy chị thắc mắc đợi câu trả lời cô nào có chồng cô nào chưa. Có chứ. Thì theo cái sự mà người ta nói chơi bây giờ người ta giải thích như vậy thôi, đúng ra đó là cái bàn tay, cái năng khiếu của người điêu khắc hồi xưa thôi. Có người điêu khắc thấy thích như vậy đó, tôi đặt điêu khắc như vậy đó, chứ không phải là sự thật trong lịch sử là như vậy đâu. Anh vẫn chưa trả lời cô này có chồng cô đầu tiên. Phải rồi, có. Nhưng mà có, Sang nói đi Sang. Hai cô này cô nào có chồng cô nào chưa? Hai cô này thì đều chưa có chồng. Mấy cô nào có chồng hết. Rồi mình đi vào bên kể về cái đời này. Đây, chữ của mẹ hồi xưa đấy. Vẫn chưa mòn, vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay đấy. Bây giờ hơi thay đổi. Được, giống nhau thôi. Nhưng mà bây giờ nó dễ hơn. Tại vì ít chữ cái hơn. Hồi trước là 38 chữ cái. Hồi trước là 38 chữ. Em bên đây rõ hơn. Chữ đó viết cái gì? Thì viết kể chuyện về cái đền này thôi. Luôn là tất cả những gì mà liên quan đến đền này, người làm hay là chuyện hồi xưa như thế nào đó, tại sao xây dựng cái đền này là được điêu khắc ở trên cái cột này hết, xung quanh đều có. Rồi mình đi lên tiếp ạ. À.